Nhật Mạnh Irokasura, 57 tuổi, ăn trộm gần 6.000 chiếc yên xe đạp trong 25 năm để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Hiroka đã bị cảnh sát tỉnh Osaka bắt giữ về tội ăn trộm vào ngày 13 tháng 2, nhưng sự việc chỉ được đưa tin vào ngày 28 tháng 2. Cảnh sát xác định, ngày 29 đến 30 tháng 11 năm 2019, Hiroka lần lượt ăn trộm yên xe của hai chiếc xe đạp được để gần trạm tàu điện và bãi đổ xe trong thành phố Higashi Osaka, tỉnh Osaka. Ước tính giá trị của hai chiếc yên xe là 8.000 yên Nhật. Số lượng yên xe được tìm thấy lên tới 5.800 chiếc. Ảnh Kyodo News. Trích xuất camera an ninh, cảnh sát thành phố Higashi Osaka quan sát thấy Hiroka xuất hiện gần hiện trường vụ mất trộm. Qua điều tra, cảnh sát cuối cùng truy tìm được nơi ở của Hiroka tại một tỉnh lân cận khác. Tại cơ quan điều tra, Hiroka thừa nhận hành vi ăn trộm. Hiroka kể khoảng 25 năm trước đã bắt đầu ăn trộm yên xe tại thành phố Tokyo và Osaka để giải tỏa căng thẳng trong công việc. Từ đó trở đi, việc thu thập yên xe ngày càng mang lại niềm vui cho Hiroka. Theo cảnh sát, Hiroka còn thuê 6 phòng chứa đồ gần nơi ở để cất chữ khoảng 5.800 chiếc yên xe bị nghi ăn trộm. Phần lớn số yên xe đều được bọc trong túi ni lông. Quốc đạt, theo Tokyo Reporter, Japan Times Let's Blog S.Y.